ok bạn nhé đấy thì mình đem ra mình test với ánh nén mặt trời này thì bây giờ là có ánh nén vào nhé thì cái đèn mình nó sẽ không sáng nhé bạn thì bây giờ mình sẽ rút cái dây này ra này đấy thì nó sẽ sáng lên nhá thì nó sáng hơi mức độ đấy à, bật test bên này cũng được nhé nó có nút bên đây đấy bật này sau đó mình sẽ cắm cái dây này vào nhé là nó có chế độ auto các bạn nhé vừa có nút bấm nữa rồi thì uh, nó sẽ tự động nó tét thôi nếu mình, mình up cái tấm này lại nè đấy à, rất là đơn giản và rất là thông minh nha các bạn thì uh, hôm để để tí nữa trời tối nhá mình sẽ so sánh nó với cái đèn hôm bữa mình uh, chế xem như thế nào các bạn nhé xem cái nào nó sẽ sáng mạnh hơn kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé thì hôm nay mình tiếp tục một cái series mình uh, lên video mình chế chốt cái đèn năng lượng mặt trời nhớ bạn thì uh, mấy cái đèn năng lượng mặt trời này là mình chế chấu nhằm mục đích là mình phục vụ cuộc sống thôi các bạn nhé nên là mình lò mình tính toán cũng rất là kỹ và đồng thời nữa là nó thỏa mãn cái niềm đam mê chế chấu của bạn nhé uh, chứ không thì mình mua trên shopee thì nó cũng rất là rẻ thôi rồi về chúng ta lắp thôi nhé còn ở đây là mình tận dụng những cái đồ phế liệu những cái đồ cũ để mình uh, chế lại các bạn nhé để mình phục vụ cho cuộc sống đồng thời á, thì nó vừa tiết kiệm tiền mà là vừa thỏa mãn cái niềm đam mê chế chấu các bạn nhé thì uh, hôm nay mình sẽ chế một cái đèn năng lượng mặt trời để mình uh, sử dụng cho hành lang đấy thì mời các bạn xem một cái đoạn video nhỏ chỗ này ok bạn nhé đấy thì đây là cái hành lang đi xuống của nhà mình nữa bạn ạ à. thì cứ đi qua một ô, ô như thế này nhá là mình có lắp một cái bán đèn cảm biến chuyển động á thì uh, nó sẽ sáng lên ví dụ như thế này này Đấy. Ok bạn nhé Nhưng mà nó sớm uh, kiểu là nó hơi là mờ sớm yếu thôi Nên là mình sẽ uh, tiến hành nhé Mình chế một cái đèn năng lượng mặt trời Mình để ngay chỗ kia Để sau hết cả một hành lang nhé bạn Cho nó sớm uh, luôn cả một đêm nhé Còn đây là cái bán đèn năng lượng mặt trời Mình chế trong chuồng gò hôm bữa này Đấy Sớm rất mạnh luôn nhé Ok bạn nhé Đấy thì uh, mình uh, chế cái đèn năng lượng mặt trời Thì mình để uh, ngay cái hành lon như thế uh, Thì nó sẽ sớm cái hình lớn buổi tối đi nhé là sẽ không có sợ bị vấp hoặc là um, không có sợ bắn tối của bạn nhé đấy đợi mà qua mỗi cái bắn đèn cảm biến thì nó sẽ rất là sai thì à, mình à, chế cũng rất là đơn giản thôi nhé bạn à, mình tận dụng một cái bắn đèn à, 30 w như thế này đồ phế liệu thôi nhé mình lượm về để mình tận dụng cái bộ khung rồi tiếp theo nhé là mình à, sử dụng à, một cái Tấm led như thế này nhé led này là led cũ thôi. Thì uh, nó bị lỗi rồi. Um, tiếp theo nữa rằng là một cái tấm một cái mạch uh, thấu khối cũ uh, 2018 này. Thì uh, cái mạch này rất là khó sử dụng các bạn nhé. Um, theo uh, cái uh, nhìn nhận của mình như thế, theo cái đánh giá của mình là như thế nhé. Tại vì uh, là thường uh, là người ta sẽ sử dụng cái hệ biên xét là 36 6 V khi mà ra tở thì 3,6 v đó là cái đèn led của chúng ta nhé là nó sẽ sóng với một cái mức trung bình đấy là nó lao hết pin thì chúng ta có thể sử dụng kéo về thời gian được các bạn nhé còn đối với cái hệ pin mà 4,2 v nó 3,7 mà lên 4,2 ấy thì lúc đầu nó sẽ sóng rất mạnh và sau đó thì nó sẽ rất là nhanh hết pin các bạn nhé đó là dành cho những cái mạch bình thường còn đối với cái mạch này thì nó là sử dụng cái hệ pin hơi ấy các bạn nhé pin sét mà mát hơi và thứ hai nữa rằng đó là nó chia theo kiểu là hơi led này các bạn led một và led hai à, cái mặt này thật sự rất là khó uh, sử dụng cho những bọn mới thì uh, nếu mà các bạn mới á, các bạn có thể mua những cái mặt như này này cũng là công suất nó cao nhưng mà nó chế đơn giản hơn rất là nhiều nhé à, còn cái mặt này muốn sử dụng được á, thì mình phải sử dụng một cái mặt uh, hạ ốc và mình đáng hệ pin là ba x các bạn nhé để mình hạ về mức là ba phải uh, 3V để mình sử dụng cho cái con led này các bạn nhé nếu mà mình tan lên 35 v thì cái tấm led này nó sáng đến mười mấy quá lận nó rất là sáng và nhanh hết pin thì mình chỉ để khoảng là 33 v thôi thì nó sẽ sáng lâu giờ các bạn nhé nó sáng là mười mấy tiếng á tí tí nữa mình sẽ test cho các bạn xem thì nói chung rằng là chế chấu mấy cái này nó cũng rất đơn giản thôi có led có mạch và có pin thôi các bạn nhé kèm theo là một cái tấm pin năng lượng mặt trời thì việc của chúng ta là chúng ta tính toán sâu Uh, những công suất của những uh, thiết bị đó chúng ta kết hợp lại với nhau để uh, chúng ta sử dụng tối ưu nhất các bạn nhé. Thường á, thì cái uh, uh, những cái tấm năng lượng mặt trời như này ấy, thì uh, người ta sẽ sử dụng một cái phương pháp sạc, đó chính là người ta sạc trực tiếp từ cái tấm pin năng lượng mặt trời, người ta sạc cho khối pin các bạn nhé. Nó chỉ có qua một con diode thôi. Con diode nó có chức năng là nó chống uh, ngược cực. Uh, nó chống cái kiểu là cái dàn sạc của pin ấy thì nó sẽ sọt ngược lên cái tấm năng lượng mặt trời khiến cho nó bị đỏ mạch và nó cháy các bạn nhé à, cái con diode thì nó có chức năng là như thế thì ở cái mặt này là trước khi mình làm thì mình cũng phải test qua rồi các bạn nhé mình mới làm chứ không rằng khi mà đụng vô thì nó sẽ hẳn thì ở đây cũng có một con diode này thì mình đã gỡ con diode này ra rồi Nhằm à, nhà mục đích là mình sẽ sọt trực tiếp cái tấm pin năng lượng mặt trời vào khối pin luôn nhé chỉ cần qua một con diode bên ngoài thôi thì một tấm pin năng lượng mặt trời như thế này có mức điện ốp là 3,2V thì mình sẽ gấp đôi hai cái tấm này lên nhé chúng ta mát nối tiếp thì mình có chia sẻ luôn cả video về tấm pin năng lượng mặt trời rồi các bạn nhé các bạn có thể tham khảo dưới phần mô tả đấy thì chúng ta mát nối tiếp hai tấm này lại với nhau thì nó sẽ sắp xỉ khoảng là 14V các bạn nhé thì lúc đó mình sẽ tiến hành mình mát một con diode thôi chống ngược cực cho cái tấm năng lượng mặt trời và mình sẽ đấu nối trực tiếp vô khối pin nhé rồi từ khối pin đó thì mình sẽ sử dụng một cái mặt hòa ốp như thế này hệ bãi mình hạ về 3,4V nhé 3,3V là mình cấp cho cái mặt này để nó sáng cho led nhé đấy thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình test cho các bạn xem luôn nhé Ok các bạn nhé thì mình sử dụng một cái mặt hạ ốp như thế này với cái mã là là m 2596 nam sáu các bạn nhé thì cái băng led của chúng ta nó sẽ sáng công suất là khoảng bốn phẩy sáu các bạn nhé đấy cho dù chúng ta có giảm cái điện áp này xuống này thì cái công suất của nó sẽ không đổi các bạn nhé tại vì cái cái mặt của chúng ta nó có tính năng là ổn áp nữa đấy thì khi mà có tấm năng lượng mặt trời này mình mà mở cái tấm này ra các bạn xem này thì đèn nó sẽ tự ngát các bạn nhé đấy Uh, có cái tính năng auto thì uh, thứ nhất là cái mặt là mà hai năm của chúng ta là nó có tính năng ổn ốp thì bây giờ mình sẽ đo thử cái điện ốp trên cái mặt uh, mạch nó là bao nhiêu các bạn nhé dành cho những bọn nào mà có lỡ mua trúng cái mạch uh, mặt trời như thế này thì các bạn có thể tự chế ở nhà nhé tại vì cái mạch này rất là khó chế luôn đây các bạn thì uh, mình đo thử điện ốp đầu ra này bả phải 38V nữa các bạn nhé các bạn muốn tan thì các bạn có thể Vạn con chiếc ốp này lên nhé nhưng mà lên trên ấy thì nó sẽ sóng rất là mạnh và nó sẽ tốn năng lượng các bạn nhé mình để ở cái mức như thế thì mình cũng đã test với cái ánh sáng môi trường xung quanh rồi thì mình thấy nó rất là hợp lý các bạn nhé đấy mình sẽ để với một cái mức điện ốp như thế là bả phải 38V và sau đó mình chỉ cần là mình bật cái công tắc phía sau của cái mặt này lên thôi và nó sẽ sáng nhé đấy ấp cái tấm này lại thôi là đủ sáng rồi ok bạn nhé thì nó sáng với một cái dàn điện là ba không phải ba liên tục như thế này các bạn nhé nghĩa là chúng ta mà đáng cho một cái khối pin bãi á mà dung lượng ra vào khoảng là 6.000 các bạn nhé thì chúng ta sử dụng được hơn là 12 tiếng đồng hồ nên là chúng ta chỉ cần đáng một khối cả khoảng là bốn nghìn rưỡi cho đến năm uh, nghìn thôi thì rất là ok rồi thì mình sẽ tận dụng uh, là những cái viên pin như thế này để mình đáng hệ bói các bạn nhé đấy Mà muốn đáng lên hệ bói thì chúng ta trước hết là chúng ta phải căn bàn pin nhé và lạc uh, nội trợ xem xem với nhau thì bây giờ nhé mình sẽ bắt tay vô để mình uh, chế chấu các bạn nhé ok các bạn nhé thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình uh, mở cái Đèn led này ra xem thử cái cáo tổ biển trắng như thế nào các bạn nhé xem thử rèn những cái băng led này nó hẳn hay chưa mình có tận dụng được hay không nhé đấy thì cái này nó sử dụng một cái ron cao su cũng rất đơn giản thôi mình nhìn thấy cái ngoại hình cũng tương đối đẹp các bạn nhé này, nó dùng một uh, driver của nó này khá là to để mình mở hết ra luôn nhé mình làm cái đây là mình làm để mình dùng nên uh, mình tính toán mình test rất là kỹ các bạn nhé chứ mình làm sang mà mình không sử dụng được thì nó rất là tốn thời gian luôn còn nếu mà làm để câu view like nhé thì mình làm cái chủ đề khóc nó dễ kiếm view hơn nhớ các bạn đấy cứ quan trọng là mình chia sẻ cho mọi người những bạn nào có cùng đam mê nhé thì bên trang này nó sử dụng cái hệ là 30W đấy có mã chip là tóm 3 nhé đấy có mã bằng led là dv cup d, d uh, về đất 06 Nam không có bằng nhé thì 46 46 là 36 led này đấy 36 led như này thì chắc hy vọng rằng là nó hãng nó hãng driver thôi để mình test thử nhé để mình thấu ra luôn ok bạn nhé thì cái tấm led này nó bị hãng nữa bạn ạ à. Đấy. có một số cái nhăn nó bị cháy nhé và thứ hai nữa rằng là nó sử dụng cái điện ấp máy chục vô á nên nó sẽ không phù hợp với cái dự án của mình nên là mình sẽ thấu ra hết luôn công nhận rằng là cái hỏng này người ta làm đèn led rất là chất lượng các bạn nhé mà cái đây người ta chơi người ta đổ nguyên một cái keo vô rồi có hẳn gì thì mình cũng chịu thua nhớ bạn thì đây là mình có cái bộ khung của nó các bạn nhé cái này là cái chó này thì mình sẽ lắp vô cái đèn led này đấy nhưng mà cái đèn led này của mình nó là nó nhiều led hơn nhé nay là mình sẽ tiến hành đó. một đó là mình dị, ẩn đi một số led hay là mình có thể là mình két cái này các bạn nhé đấy để mình mở rộng cái dù dù về của này ra. Ok bạn nhé, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo và mình sẽ giải thích một số cái điểm mình làm nhớ bạn. Thì uh, mình để cái que kim này vào uh, dưới sau cái con diode nhé, thì nó sẽ không có ra điện áp nhưng mình để ngoài diode này, đấy, thì nó được khoảng là 12V hơi chín các bạn nhé. Thì cái khối pin này của mình á, là mình đang liên hệ bỏ x thì buộc mình đã căn bàn trước từ đầu rồi các bạn nhé, đấy, căn bàn vật lý rồi. Và cái thứ hai nữa là mình sọt bàn cái tấm năng lượng mặt trời á, thì sẽ qua con diode này và nó sẽ sọt trực tiếp cho khối pin của mình luôn nhé thì cái nguyên lý của cái này nó là như thế nào thì mình có chia sẻ ở một cái video trước đó rồi rất là kỹ nha mình để cái hình chỗ này này các bạn vào các bạn tham khảo thì cái tấm năng lượng mặt trời của mình nó nộp đầy là khoảng là 14 v đúng không nhưng mà cái công suất tổng của nó nhé nó sẽ không bao giờ nó nộp đầy được cho cái khối pin đầy của mình thì mẻ mẻ khối pin của mình nó sẽ không bao giờ full các bạn nhé và trường hợp thứ hai nữa là cái công suất đầu ra của cái mặt này là khoảng là 4, mấy watt đó thì uh, cái mặt này các bạn nhé khi mà nó đánh khoảng là bả phải ba chúng ta cặn cho một nữa ra vào khoảng là 9v các bạn nhé tối thiểu là chín v nó thì cái mặt này nó sẽ ngát đấy thì uh, nói chung rằng là như thế thì cái khối pin của chúng ta nó cũng uh, ok với lại nữa là vì là năng lượng mặt trời đấy là ngày nào nó cũng sọt nhé nên là cái vấn đề mà pin của chúng ta nó bị lỗi thì nó sẽ rất là ít khi xảy ra đấy thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đáng hộp là và mình sẽ tiến hành mình đi treo lên tường thôi ok các bạn nhé đấy thì mình đem ra mình test với ánh nén mặt trời này thì bây giờ là có ánh nén vào nhá. thì cái đèn mình nó sẽ không sáng nhé các bạn thì bây giờ mình sẽ rút cái dây này ra này đấy thì nó sẽ sáng lên nhá thì nó sáng hơi mức độ đấy à, bật test bên này cũng được nhé nó có nút bên đây đấy bật này sau đó mình sẽ cắm cái dây này vào nhá. là nó có chế độ auto các bạn nhé vừa có nút bấm nữa rồi thì nó sẽ tự động nó tét thôi nếu mình ấp cái tấm này lại nè đấy à, rất là đơn giản và rất là thông minh nhớ các bạn thì à, hôm để để tí nữa trời tối nhá mình sẽ so sánh nó với cái đèn hôm bữa mình chế xem như thế nào các bạn nhé xem cái nào nó sẽ sáng mạnh hơn ok các bạn nhé thì à, mình lái cái đèn này được mặt trời ra để mình test cho các bạn xem này đấy cái gác sáng rất rộng ở các bạn đấy cực kỳ là rộng luôn cái này thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp cho mình độ chế làm đèn xăng vườn hơn nhé ví dụ như là mình để cái đèn cho chuồng bò nhớ bạn đấy nó xoắn này thì cái này nó có cái chức năng một là nó xoắn mạnh như thế này hơn nữa là nó xoắn yếu các bạn nhé Ê, mà đi ngon qua nó sẽ xoắn mạnh nhưng mà nó xoắn yếu á, thì nó sẽ dư cái điện trên cái viên pin mình ra mà cái tấm năng lượng mặt trời của mình á, thì nó nộp đánh khoảng là 14V nhé nên buộc là mình phải thêm bộ đó ít nhất là phải là ba hạt bốn con đi nữa cho cái khối pin của mình nó không được đài các bạn nhé đấy thì đây chế độ sáng yếu này đấy sáng mạnh lại này đấy thì um, như thế thì nó mới bảo vệ được cái viên pin mình được các bạn nhé chứ mình mà để nó sáng yếu như thế này thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho pin mình luôn so sánh với cái đèn pin tăng xăng này cái đèn hôm bữa mình chế đó các bạn nhé đấy đây là cái đèn ngoài xăng hôm bữa mình chế nè các bạn nhé. Đấy thì nó xoắn được một cái khoảng xăng như thế này. Thì bây giờ nhá mình để cái đèn này lên này. Nó xoắn mạnh hơn đúng không ạ? Ánh sáng nó lắng ớt cái ánh sáng đèn cũ đi. Đấy. Ok các bạn nhé. Các bạn thấy video của mình hay cho mình xin một like, một subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Bye bye.